Này, chúng ta sẽ đi review một con game mà mình đánh giá là khá là hay. Con game này theo như mình đánh giá nó ở dạng playable hoặc cũng có thể coi là một bản demo để chúng ta không quá khắt khe là gameplay của nó đang hơi ít. Thì đúng vậy, cái thời lượng của con game này chơi đâu đó khoảng 10-15 phút là các bạn có thể đi hết được rồi. Nên mình đánh nó vào cái dạng demo thôi. Để hoàn chỉnh thì còn phải cần nhiều thứ nữa. Nhưng mà con game này rất có tiềm năng. Nó tiềm năng ở chỗ là tác giả rất là chỉnh chu trong từng thứ các bạn nhớ nhé. Giao diện đầu tiên lên rất là ổn, setting tất cả mọi thứ đều rất là ổn. Có cả nút reset data nữa, rất ít con game mà các bạn làm bởi mình có cái chức năng này. Thì đây là một bản demo gần như hoàn thiện rồi. Vấn đề của nó là nó quá ít gameplay thôi, thời lượng chơi quá ít thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi giới thiệu sơ về nó một chút, nói khen một chút, sau đó mình sẽ đi nói một chút làm sao để cho nó hoàn thiện hơn. Ta là đóng góp một số ý tưởng thôi, chứ cũng không có gì để chê nữa đâu. Đầu tiên đó là nhạc nền. Con game này được chọn nhạc nền rất là hay. Con game này nó cảm giác cho mình đúng chất miền Tây luôn. Và nó gợi nhớ cho mình về những con game cũ hồi xưa mình chơi. Những con game như thế này này. Hồi xưa mình chơi con này này, có chơi con này này. Con này cũng có chơi này, chơi với thằng em này. Đấy, những con game này mình có chơi hồi xưa. Con này thì lạ quá, chưa chơi thì phải. Đấy, những con này này. Đặc biệt là con này. Đấy. Thì cái thể loại miền viễn Tây dạo gần đây mình thấy rất là ít. Trừ cái game Triple A Red Dead Redemption ra thì mình thấy cái loại indie và hiện tại rất là ít, nên mình nghĩ là con game này cũng khá là tiềm năng nếu mà chịu đầu tư một chút. Bây giờ đi vào gameplay nhé. Con này có setting giao diện rất là ổn. Chỗ này hơi to một chút nhưng mà không sao, vẫn ổn. Nếu mà làm nhỏ lại được thì ngon, không cần phải to thế này. Dành thêm không gian cho phần môi trường. Cái tutorial cũng có, nhưng mà con game này setup rất là đơn giản, chỉ có di chuyển bằng mũi phiên, mũi tên thế này và chuột để xoay thôi, và trái chuột để bắn thôi, không có gì phức tạp để phải tutorial, nhưng mà cũng có tutorial không phải đến nỗi nào. Setting thì trong ngoài đều đủ hết đấy. Âm thanh thì vào trong game nói chung là mình rất thích cái nhạc nền này. Thì để mình nói về design của cái này nhé. Trong này có 5 ngôi nhà. Hai ngôi nhà này không có người đứng, tức là chúng ta ngầm hiểu là hai ngôi nhà này không có chức năng gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì ba ngôi nhà còn lại có người đứng, thì nó sẽ ám thị cho người chơi ngay lập tức là ba cái nhà này có thể tương tác được, và người chơi có thể sẽ chọn đi đến chỗ đi đến nói chuyện với những cái nhà này, và nói chuyện với cái nhà nào cũng được. Ví dụ như tới ngân hàng, chúng ta biết được là đây là chỗ nạp rút tiền. Lúc đầu mình còn nghĩ là khi nạp tiền vào tiền nó sẽ tự động tăng dần theo thời gian, nhưng mà không có, và thật ra cũng không cần chức năng như vậy bởi vì con game này chỉ có 10-15 phút thôi. Nếu như mà làm game lâu hơn, nếu mà tác giả thiết kế ra design game lâu hơn thì nên nên cho chỗ này là có tăng tiền, nó có một chút gì đấy vui hơn, chỉ là cất tiền thôi, cất tiền để không bị chết, không bị mất ấy. Ý tác giả là vậy, tại vì khi đi bắn quái mà chết là mất hết tiền, thì cái này nó gần như ở dạng mà roguelike một chút xíu roguelike. Tiếp theo là salon, thì nếu chúng ta không biết salon là cái gì, chúng ta cứ vào thôi, thì đây chúng ta vào sẽ biết ngay đây là upgrade hay là nâng cấp đấy. Thì chỉ có ba cái cơ bản thôi, và thông báo là mỗi lần cấp 100 đồng, 100 vàng. Chúng ta bấm đây và nó sẽ báo luôn là không đủ tiền, nhưng tất cả mọi thứ đều rất là ổn. Căn nhà thứ ba là dùng để nhận nhiệm vụ. Như đây chúng ta sẽ ghi là chọn map cemetery đấy, chúng ta đây thêm biết là nghĩa trang để mà nhận tiền. Thì chúng ta có luôn ngay mục đích, tức là ban đầu chúng ta có luôn ngay mục đích, và thậm chí nếu chúng ta không có mục đích, không không đi gặp những người này, chúng ta đi qua mũi tên bên này là cũng được. Đại khái là không thể nào mà lạc được. Vào game là người ta biết ngay phải làm gì. Ai mà tò mò thì tới đây một chút, không có gì đấy đâu. Rồi chúng ta sẽ đi bắn thử quái nhé. Đây chỉ có hai bản đồ thôi, thì hồi nãy ông kia ông bảo mình là đi dọn map này, mình đi dọn này và đánh cái này trước cũng được, không vấn đề gì đấy. Ở đây nhé, chúng ta có 3 viên đạn, và tác giả đã cố tình là chỉ mỗi mỗi lần, tức là mỗi đợt quái ra chỉ đúng 3 con thôi. Đây là một cái mình nghĩ là không biết cố tình hay vô tình, nhưng mà rất là hay nên là như vậy. Chúng ta mình sẽ nói tại sao nhé. Rồi đầu tiên là tốc độ bắn hơi chậm, nhưng mà đây là cái design của game, chúng ta cố tình cho nó chậm đấy. Hồi nãy bắn một phát 2 con rất là hay, cái đấy mình nghĩ là do vô tình code ấy. Chứ mà mình cũng từng code cái đấy rồi, vô tình nó ra như vậy. Thì sau khi giết quái ở đây thì chúng ta sẽ đi qua màn chỗ này, màn tiếp theo, và hiện tại chỉ có 3 cửa thôi, là 3 map thôi. Cái chỗ này chỉ có 3 cửa, cửa này thêm 1 cửa nữa là hết. Thì mục tiêu của con game này á là chúng ta sẽ phải đi và dọn cái map này nhanh nhất có thể đấy. Thì lúc đầu ấy tác giả cho chúng ta bắn rất là chậm, mà nhiệm vụ của chúng ta phải nâng cấp súng để bắn nhanh hơn. Khi bắn nhanh hơn rồi chúng ta có thể dọn cái map này nhanh hơn. Đấy là cũng là một phần nhiệm vụ của game.
Thì mình nghĩ là với một design như vậy cũng khá là ổn, nó tạo ra cái tính chất chơi lại và cũng cùng cái map này nhưng mà tạo ra tính chất chơi lại cho người chơi, cũng là một cái rất là hay. Đây đây là cái map thứ nhất nhá. Bây giờ mình sẽ ra cái map thứ hai để mình giới thiệu cho anh em luôn trước khi mình nói sang cái phần end game. Đây đây đây, mod bot thì không phải là cái gì đấy mới lạ, nhưng mà cái cách mà chúng ta phải canh để viên đạn đi đúng hướng và chạm đúng chỗ con boss, nó một cái cũng khá là thú vị. Nó không cảm giác không chán nhé. Mặc dù nó không có gì đặc biệt nhưng mà mình cảm thấy chơi rất là ổn mà không không chán. Thì vấn đề của con game này là gì? Như mình nói là content của nó quá ít. Và cách đây tuần trước mình cũng làm một clip nói về cái prototype khi mà review con Babayu ấy. Thì cho dù ý tưởng bạn hay nhưng mà để thành công con game này cần phải nhiều nhiều cái level design nữa. Thì bạn có thể giữ nguyên cái này là các bạn có thể là thêm súng hoặc là thêm nhiều con boss khác hoặc thêm nhiều cái gameplay khác để cho nó ổn. Thì với con game này mình nghĩ đâu đó tầm khoảng chừng 20 cái level. Đây là hai rồi nhé, bạn làm thêm 20 level nữa và các bạn một lần nữa các bạn đưa review ra nữa, bạn xem mọi người đánh giá thế nào, thì lúc đó bạn sẽ quyết định là có đầu tư cho con game này khoảng 1 2 năm hay không. Bởi vì sao? Bởi vì con game này tuy cái level của nó rất là ít nhưng mà tiềm năng rất là lớn, nhạc nền rất là hay, code rất là ổn, không có nhiều bug. Câu chuyện ở đây là với cái ý tưởng như thế này thì có đáng để bạn đầu tư cho nó 1 2 năm không, để trở thành game khủng hay không? Thì cách là như sau. Bạn phải ngồi xuống thiết kế đâu đó khoảng 20 cái level design nữa. Mình bạn có hai cái rồi, thiết kế thêm 20 cái nữa, thêm súng, thêm đạn, thêm quái vật, thêm cái gameplay nữa, khoảng 20 cái. Sau đó các bạn gửi cái game ấy lại cho mình hoặc là gửi cho cộng đồng hoặc là up lên đâu đó để chúng ta cùng trải nghiệm, và nếu như các bạn nhận được một phản hồi tích cực thì mình nghĩ là nên đầu tư thêm. Còn bây giờ quá ít để có thể nói được dù có tiềm năng. Thì bây giờ mình sẽ đóng góp một số cái ý tưởng mà mình nghĩ ra để hy vọng bạn có thể dễ dàng tạo ra được 20 cái gameplay thôi. Cụ thể là như sau. Thì cái game design tiếp theo mà bạn có thể thêm vào đó chính là cái thể loại cowboy 1v1 như thế này. Có nghĩa là sau khi người chơi đã phá đảo cái game này, khám phá đảo là có mắt, mắt máu, mắt đạn và mắt tốc độ bắn rồi, thì người chơi có thể unlock được một chế độ tiếp theo, thứ ba, đó là 1v1. Ở chế độ này với tốc độ tối đa bạn đang có, người chơi sẽ phải giết được một người nhanh nhất có thể. Và nếu như thành công giết được một người thì sẽ chuyển sang cấp 2 là giết hai người cùng một lúc, tức là 1v2, sau đó sẽ là 1v3 và cuối cùng phải cái cùng là kế cuối sẽ là 1v4, tức là nó sẽ liên tưởng tới cái câu chuyện giữa Lucky Luke và bốn anh em Dante. Mọi người có thể bạn có thể tạo hình tương tự như cũng được, một người nhỏ, một người to cao, thì các bạn né ra đừng để cho nó hình áo giống nhau là được. Thì ở đây một chút chút là để tránh cái chuyện mà chúng ta bị kiện bản quyền về sau, nhưng mà nói thật với các bạn, cho dù bạn có làm giống hay chăng nữa cũng sẽ không ai kiện, bởi vì bạn đang làm game độc lập, bạn đang làm game một mình và các bạn đang nhắm tới mục tiêu một lượng khách hàng nhỏ thôi, và sẽ không ai kiện các bạn. Giống như chuyện của Flappy Bird vậy, mặc dù thành công lớn như vậy nhưng mà những người nắm giữ bản quyền hình ảnh họ cũng không quan tâm, bởi vì đấy là một game indie truyền cảm hứng cho cộng đồng, không ai rảnh kiện các bạn cả. Đấy, cho dù tệ lắm thì các bạn chỉ gỡ gỡ game xuống thôi, không sao cả. Rồi thì cái boss cuối cùng của con game này các bạn làm thẳng với mình luôn là bắn với chín cái bóng, thì cái code nó sẽ hơi khó một chút nhưng bạn làm sao để bắn với chín cái bóng, thì đấy là một gameplay mình nghĩ sẽ tạo ra ấn tượng cho người chơi, đặc biệt là những người là fan của Lucky Luke và những người fan của Cowboy có thể là mình ấy sẽ rất là thích, và sẽ không có ai chê trách bạn là nâng cấp ý tưởng đâu, nó chỉ dừng ở mức độ là truyền cảm hứng thôi, bạn không phải lo. Ý tưởng tiếp theo bạn có thể làm đó chính là cho nhân vật chính chúng ta cưỡi ngựa, bởi vì Cowboy mà không cưỡi ngựa thì không phải là cowboy. Thì gameplay có thể như thế này, các bạn cũng làm một cái map top down như thế này, tại vì với cái đồ họa của bạn ở đây ấy, làm map top down không khó, các bạn cứ giữ nguyên như thế này và các bạn cho nhân vật chúng ta lên ngồi ngựa, hoặc là nếu các bạn không làm được ngựa thì ok đi bộ cũng được và nó sẽ đi lên hoặc là đi ngang tùy các bạn, nhưng mà nó sẽ là một cái bản đồ dài đâu đó khoảng 1 2 phút đi một hồi mới hết, và trong cái lượt đi đấy quái sẽ liên tục xuất hiện đấy. Người chơi ấy, có nhiệm vụ ấy là phải hạ, tức là map sẽ liên tục di chuyển và quái sẽ liên tục xuất hiện và người chơi sẽ liên tục phải bắn hạ nhanh nhất có thể để đi kịp. Thì ở đây mục tiêu là cho nhân vật chúng ta đi xa nhất có thể, và bạn phải làm sao cái việc đấy không phải là việc dễ dàng, càng đi xa thì quái ra càng nhiều và nhiệm vụ người chơi phải bắn càng nhiều. Thì cái việc đấy các bạn có thể là cho người chơi là trên đường đi nhặt được một súng mới, như các bạn thấy ở đây là có súng súng lục đúng không, các bạn cho người chơi nhặt súng shotgun hoặc là gì đấy uy lực mạnh hơn nhưng mà đạn có giới hạn để có thể hỗ trợ trên đường đi.
Đấy là một cái gameplay rất là ổn, và bạn phải làm sao mà để đạt được cái mục tiêu cuối cùng nó cực kỳ khó. Tức là nó sẽ tạo ra cái tính chất chơi lại của game rất là cao, và đấy là một cái gameplay bạn có thể đưa và bạn tổng sắp vào để có một cái speedrunner hay cái gì đấy vào, làm sao để người sai nhất có thể. Đấy là một cái thứ hai bạn có thể làm được. Vấn đề cuối cùng muốn góp ý đó là làm sao để tái sử dụng lại những cái tài nguyên trong game này. Ví dụ như bên phải này, bạn có hai cái map đúng không, và bạn có thể sẽ chế thêm một số map nào đó ở dưới này, là mở cái cổng này ra thì chế thêm được đâu khoảng hai ba cái map ở đây nữa, thì bạn phải nghĩ cách làm sao để tái sử dụng những cái map đấy để người chơi phải đi lại những cái map đấy. Ví dụ như sau, con boss mà chúng ta vừa giết hay là cái map nghĩa trang thì trong đó nó sẽ có những cánh cửa bị khóa mà súng thường của các bạn sẽ không thể nào phá ra được. Nhưng mà nếu các bạn đi qua bên này ấy, sau khi mà các bạn đã mắc súng mà mắc mắc súng mắc đạn ở đây rồi thì các bạn có thể tham gia cửa dưới này, và khi tham gia cửa dưới này bạn có thể nhặt được như nhỉ, nhặt được súng shotgun, súng mạnh đấy, hoặc là súng máy gì đó tùy các bạn, hoặc là bạn sẽ có ngựa. Thì ngựa sẽ giúp các bạn thứ nhất là nhảy qua sông hoặc là lội qua sông, bình thường các bạn không đi được, nhưng như chỗ con boss ấy nó có một sông ở giữa, các bạn có thể cho ngựa đi qua bên đấy và gặp con boss sau đó nữa. Hoặc là ở trong cái map nghĩa trang bạn có một cái cánh cổng bị khóa và chỉ có shotgun mới mở ra được, thì đấy chính là cái gọi là kỹ năng chìa khóa bạn có thể làm để tiết kiệm và tái sử dụng cái map này. Bởi vì sao? Bởi vì cái game này hay á, không phải là các bạn có nhiều tài nguyên mà nó phụ thuộc vào cái thời lượng người chơi phải bỏ ra để hoàn thành con game này. Và nếu như các bạn có thể làm sao đó để cái thời lượng người chơi đâu đó khoảng 1 tiếng đối với con game mini này, mà thời lượng người chơi là 1 tiếng mới hoàn thành game, là coi như bạn thành công, bạn có thể release con game, bạn có thể lên Steam, bạn có thể bán game được rồi. Đấy là cái mình muốn. Còn nếu các bạn muốn nhiều hơn cỡ như Bye Bye thì phải 1 2 năm. Đấy thì là những góp ý của mình. Mục tiêu là làm sao thiết kế design để game có thể chơi trong 1 tiếng mới hết được. Đấy là những đóng góp của mình về con game này. Và mình hy vọng là nhận được bản tiếp theo của con game này nhé. Mình phải nói mình rất thích con game này, từ đồ họa tới âm thanh của nó. Ok, chào bạn.